Xin chào tất cả các bạn. Trong video lần trước, tôi có làm một video mang tính học thuật, khiến các bạn phải nghiền ngẫm, suy nghĩ. Nói chung là nhọc lòng. Vậy để thay đổi không khí, trong video hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một loại nhạc cụ xuất hiện rất phổ biến trong các làng quê Việt Nam, và nó không thể thiếu trong dàn nhạc dân tộc. Bản thân ấy, thì là một người chơi đàn phím, một nhạc cụ của hiện đại của phương Tây. Nhưng tôi thì lại rất thích và đam mê và có thể chơi được cái nhạc cụ này. Tìm hiểu sâu kỹ về cái nhạc cụ này thì chỉ có trong các trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp. Chính vì lý do đó, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một loại nhạc cụ dân tộc của Việt Nam theo một cách hiểu nôm na, gần gũi, dễ hiểu, và biết đâu đấy những thông tin của tôi có thể giúp ích cho đồng nghiệp là những giáo viên dạy môn âm nhạc tại các trường phổ thông có thêm thông tin để bổ sung vào bài giảng của mình được tốt hơn. Trên tay tôi cầm 3 cây đàn gì? Và có người thì thắc mắc rằng là sao lắm đàn thế? Cái thì to, cái thì lại vừa, cái thì lại bé xíu. 3 cây đàn này có hình dáng, kích thước khác nhau, nhưng nó có 2 điểm chung. Một là tên gọi chung là đàn nhị, miền Nam gọi là đờn cò. Gọi là cây đàn nhị vì nó chỉ có 2 dây. Cây đàn này có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ, và nó được du nhập và xuất hiện tại Việt Nam vào khoảng thế kỷ 10. Thứ hai chung đó là về cấu tạo hay các bộ phận chung. Các bộ phận của cây nhị gồm bát nhị, dây nhị, trục nhị thẳng đứng, cứ nhị, khóa nhị và vĩ nhị. Bộ phận bát nhị hay còn gọi là ống nhị là hộp cộng hưởng. Đầu bát được bọc bằng da trăm hay da kỳ đà. Đuôi bát được trang trí hoa văn rất đẹp và là nơi âm thanh thoát ra. Dây nhị thì dây trong to hơn dây ngoài. Ngày xưa thì dây nhị được làm bằng dây ni lông hay là dây tơ,
nhưng bây giờ thì làm bằng dây kim loại. Trục thì dài thẳng từ trên xuống để nối dây và giữ dây. Bộ phận thứ tư là cử nị. Ở quê tôi thì gọi là cử nị, là cái dây để níu hai dây nị với nhau. Khi kéo cử xuống thì tạo âm thanh cao, khi đẩy cử lên thì tạo âm thanh thấp. Bộ phận trên cùng là khóa nhị, có tác dụng giữ dây và lên cao xuống thấp âm. Ngoài ra nó còn có tác dụng lấy đúng cao độ. Bộ phận vĩ nhị, ngày xưa vĩ nhị làm bằng quy ngựa, bây giờ vĩ nhị làm bằng nhiều sợi cước nhỏ. Vĩ nhị được luồn giữa hai dây nhị. Khi chơi, người nhạc công tay phải cầm vĩ, tay trái bấm dây trên trục nhị. Các bạn để ý, trên mặt nhị có bộ phận rất nhỏ gọi là ngựa nhị, có tác dụng làm cho dây nhị không cọ vào mặt nhị và bát nhị. Trước khi chơi, người nhạc công phải dùng nhựa thông trà vào vĩ nhị hoặc gắn trực tiếp vào bát nhị để giảm sự ma sát giữa vĩ nhị và dây nhị. Nếu không có hai bộ phận ngựa nhị và nhựa thông thì khi tiếng đàn phát ra sẽ bị khè, thậm chí không kêu. Trên tay tôi cầm là cây đàn có bát hình lục giác, gọi là cây đàn nhị líu. Chiều dài của bát khoảng 13-14cm, bán kính của bát khoảng 7-8cm. Trong dàn nhạc, nhị líu gọi là nhị hai và có lối đi dây bịt. Âm sắc của nó phát ra trong, sáng, mềm mại nên thường đảm nhiệm giai điệu chính. Và đây là cây đàn có hình dáng bé xíu, nó gọi là đàn nhị. Bát của nó hình hoa muống, dây của nó bằng kim loại và nhỏ hơn dây nhị líu. Trong dàn nhạc nó gọi là nhị một, gọi là nhị một nhưng nó lại có lối đi phụ và thường đi dây buông. Tiếng của nó phát ra đanh và cao. Trong dân gian người ta gọi tắt ba cây đàn này
là Hồ, Nghị, Liễu. Bộ ba Hồ, Liễu, Nghị được ví như bộ dây trong dàn nhạc giao hưởng. Hồ ví như cello, contrabass. Liễu ví như viola. Nghị ví như violin. Hay trong dân gian thường nói Tây có nghị là violon, còn ta thì có nghị ta, hay là cụm từ nhị tây nhị ta. Cây đàn nhị không có âm định sẵn giống như đàn phím, nên người chơi đàn phải có đôi tai tinh tường, cảm ứng tốt, tránh việc chênh phô trong khi chơi với đàn nhạc. Muốn chơi được cây đàn nhị hay giỏi và đi vào lòng người thì người chơi phải có sự học tập, rèn luyện những kỹ năng chơi nhị. Những kỹ năng đó như lấy dây, luyến láy, rung dây, vuốt dây, vân vân. Hay các cụ ta thường nói, muốn chơi được cây đàn nhị hay thì cần phải có ngón nghề hay là có gân tay. Nói như vậy, không phải cứ học đàn nhị tại các trường âm nhạc chính quy thì mới chơi được đàn nhị. Có những các cụ ở quê hay có những người yêu thích đàn nhị, chỉ cần có cây đàn, chịu khó nghe, học hỏi người trên hướng dẫn theo kiểu truyền khẩu là người ta có thể chơi được. Đặc biệt là các chiếu chèo ở nông thôn, cây đàn nhị gắn bó với cuộc sống của họ, cây đàn nhị gắn bó với cuộc quan hệ quần chúng. Vậy thì cây đàn nhị cũng rất gần gũi và dễ chơi như các nhạc cụ khác. Dây đàn nhị thường lên theo khoảng 5 đúng, đồ, son hay lề la. Tầm cữ giọng của cây đàn nhị rất rộng, nó có thể lên đến 3/8, nên khả năng biểu diễn của cây nhạc cụ này rất phong phú. Nó có thể độc tấu, hòa tấu, song tấu, tam tấu, hòa tấu với dàn nhạc hiện đại, hòa tấu với dàn nhạc dân tộc, vân vân. Cây đàn nhị có thể chơi được rất nhiều loại nhạc như nhạc hiện đại, nhạc dân ca, chèo, tuồng, cải lương, hát văn, hát sẩm, vân vân. Những nghệ sĩ chơi đàn nhị nổi tiếng mà tôi được biết đó là cố nghệ sĩ ưu tú Minh Nhương, nhà hát chèo Thái Bình. Ông được mệnh danh là vua đàn nhị. Ông đã mang tiếng nhị của Việt Nam đi khắp các nước trên thế giới. Ông còn là người thổi tâm hồn cây đàn nhị vào các làn điệu chèo, để những làn điệu chèo luôn vang mãi trên quê lúa Thái Bình. Ông còn là người thầy đào tạo những nhạc công chèo. Người trò xuất sắc của ông là nghệ sĩ nhạc công Gia Khang. Tôi rất thích nghe những bản làn điệu chèo của nghệ sĩ Gia Khang biểu diễn. Thank you.
thay cho lời kết. Dù đi đâu, làm gì, ở đâu, tôi và các bạn mãi là người Việt Nam. Tiếng đàn lý cũng như văn hóa truyền thống của Việt Nam mãi mãi bay xa, nuôi giữ tâm hồn các bạn. Giới trẻ thích nghe những bản nhạc khít, những bản tình hành. Các bạn hãy chậm lại, lắng lại một chút, tìm hiểu nguồn gốc, cội nguồn văn hóa truyền thống để nuôi dưỡng tâm hồn các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video. Hãy ấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông để tôi có động lực làm những video tiếp theo tốt và hay hơn. Xin chào và cảm ơn các bạn.